Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là thời lượng chương trình thời sự trưa thứ năm, ngày 14 tháng 5. Mở đầu sẽ là phần điểm những thông tin chính trong chương trình. Hội thảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ siêu thị đang được ngành công thương chủ trọng triển khai trong bối cảnh mùa nắng nóng và dịch bệnh hiện nay. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, ngay từ đầu mùa nắng nóng, các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng và chính quyền các địa phương đã chủ động nhiều giải pháp để hạn chế nguy cơ và sẵn sàng các phương án chữa cháy tại chỗ. Tin chi tiết, Công an tỉnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động Đại tá Hoàng Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình để nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc quyết định điều động hai đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thừa và Đại tá Hoàng Văn Thành giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an Thừa Thiên Huế, góp phần hoàn thiện, kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, xây dựng lực lượng Công an Thừa Thiên Huế vững mạnh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng là chủ đề của cuộc hội thảo do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức vào sáng nay. Đồng chí Hồ Văn Hải, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự và chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các đại biểu nghe Ban Nội chính trình bày dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng. Báo cáo nêu rõ, quá trình thực hiện chỉ thị 50, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch 03 với các nhóm giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó đã phân công các đồng chí trong thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi đôn đốc chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng đối với các đơn vị phụ trách để kịp thời phát hiện xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm. Cùng với đó, công tác đẩy mạnh tuyên truyền đã giúp nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân về phòng chống tham nhũng. Phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cảnh báo ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong toàn đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Để nâng cao hiệu quả hơn nữa đối với việc thực hiện chỉ thị 50 của Bộ Chính trị, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục lấy ý kiến của các đơn vị liên quan để khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng để có giải pháp tốt hơn trong công tác này. Công an huyện Phong Điền tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Phong Điền đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phát huy sức mạnh tổng hợp, không ngừng phấn đấu vươn lên, lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ 9 đã đề ra. Trong 5 năm qua, tình hình tội phạm giảm, song phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt và tính chất tội phạm phức tạp với 133 vụ án. Kết quả điều tra xử lý các loại tội phạm bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong nhiệm kỳ, đã điều tra kết luận án chung đạt 80%, trong đó truy xét 77,6%, vượt 12,6% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 100% tin báo tội phạm đều được tiếp nhận xử lý, trong đó tỷ lệ xử lý hàng năm đạt 94%. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện Phong Điền tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, nâng cao chất lượng các mặt công tác, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, xây dựng Đảng bộ đơn vị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh và toàn diện. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ siêu thị đang được ngành công thương chủ trọng triển khai trong bối cảnh mùa nắng nóng và dịch bệnh hiện nay. Để tăng cường hiệu quả quản lý, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của bên bán, ngành công thương cũng đã và đang triển khai các giải pháp tiếp nhận ý kiến phản hồi của người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Việc đảm bảo an toàn vệ sinh chợ truyền thống là mối quan tâm lớn của người tiêu dùng. Trên địa bàn thành phố Huế hiện nay có khoảng 25 chợ đang hoạt động, hầu hết các chợ truyền thống đều kinh doanh thực phẩm. Với số lượng chợ kinh doanh như vậy, đòi hỏi sự nỗ lực và phối hợp của nhiều cơ quan chức năng từ tỉnh xuống tầng phường xã đến ban quản lý chợ một cách chặt chẽ mới có thể kiểm soát tốt theo hướng như mục tiêu đặt ra.
Ngoài ra, hầu hết các chợ được hình thành lâu đời nên cơ sở hạ tầng đã xuống cấp. Do đó, các ban quản lý chợ, nhất là các chợ đầu mối, cần nỗ lực nhiều trong các hoạt động hỗ trợ tập huấn cho tiểu thương về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo ban quản lý chợ, công tác quản lý vấn đề này khá khó khăn. Hầu hết các ban quản lý chợ chỉ làm công tác vận động tuyên truyền và tập huấn cho tiểu thương hiểu hơn về công tác này để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ban quản lý chợ là vẫn tổ chức tuyên truyền vận động chị em tiểu thương tham gia tích cực hưởng ứng, đồng thời đây là công việc thường xuyên định kỳ của ban quản lý chợ về cái tổng vệ sinh và môi trường, dù như là tiếp tục là tổ chức ra quân chủ sạch xanh, tổng dọn vệ sinh, tiêu độc khử trùng và cả hoạt động về đảm bảo vệ môi trường trong địa bàn chợ. Không giống như các chợ truyền thống, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các siêu thị có thể kiểm soát dễ dàng hơn. Các siêu thị trên địa bàn hầu hết quan tâm và ưu tiên cho các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao. Riêng về những mặt hàng rau củ quả, trước khi đưa vào kinh doanh đều được đóng gói, có kèm theo thông tin và mã truy xuất rõ ràng. Sau khi đưa hàng lên kệ, các siêu thị tiến hành kiểm tra nhanh và kiểm tra ngẫu nhiên một lần nữa để đảm bảo chất lượng. Nếu như sản phẩm đó không đạt yêu cầu, sẽ không được lưu thông trong siêu thị. Bên cạnh đó, các nguồn hàng mới nếu muốn có mặt tại các siêu thị sẽ phải tuân thủ các điều kiện, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy đăng ký nhãn hiệu, kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ, hồ sơ liên quan đến sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, hồ sơ kiểm nghiệm, kiểm dịch, các xe chuyên dùng vận chuyển hàng hóa đúng quy định. Tất cả hàng hóa nhập vào đều đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Các hàng chế biến, sơ chế và hàng kinh doanh trong khu tự chọn của siêu thị. Bên cạnh đó thì đơn vị nhân viên siêu thị thì luôn được tập huấn đầy đủ về kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả khu vực kinh doanh siêu thị thì được chứng nhận là vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ, và hàng năm thì siêu thị đều được tập huấn các kiến thức về thực phẩm, tất cả các nhân viên đều được khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Hơn lúc nào hết, trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát thì công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng được chú trọng hơn. Trong thời gian qua, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế cũng đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan để triển khai các hoạt động để góp phần vào công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng vì an toàn sức khỏe của cộng đồng. Sở Công Thương cũng đã ban hành kế hoạch để triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh. Trong đó tập trung cái nhiệm vụ là thông tin tuyên truyền để mà nâng cao nhận thức của người tiêu dùng cũng như các cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm, đảm bảo các cái về các cái nguồn hàng, các cái sản phẩm mà an toàn, nhất là trong cái điều kiện mà chúng ta phòng chống dịch. Theo tinh thần chỉ đạo của ủy ban là không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. An toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cần chủ động kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời thường xuyên có những phản hồi tích cực khi phát hiện những vấn đề về an toàn thực phẩm. Bởi từ những thông tin của người tiêu dùng sẽ giúp các cơ quan chức năng ngăn chặn các nguy cơ hàng hóa mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại hệ thống các chợ, siêu thị hiện nay. Trung tâm huyện Nông Tỉnh triển khai mô hình áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp và xử lý rơm rạ sau thu hoạch vụ đông xuân để tăng năng suất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất lúa. Theo đó, mô hình được triển khai tại 11 hợp tác xã nông nghiệp với tổng diện tích 108 ha. Trung tâm đã hướng dẫn cho các địa phương sử dụng chế phẩm sinh học CNX thành phần Trichoderma để phân hủy gốc rạ. Theo đánh giá của nông dân, ở những đồng ruộng có xử lý chế phẩm phi sinh, rơm rạ phân hủy nhanh nên ruộng xốp, mặt nước trong, ít có hiện tượng vàng đỏ, đất mềm, tỷ lệ lúa chết lúc mới gieo ít hơn, giảm được công giảm tỉa. Lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, thân to, lá có màu xanh bền, hạn chế tình trạng lúa bị bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý. Đáng chú ý, trên ruộng có xử lý bằng chế phẩm vi sinh, mặt nước trong hơn, ít xuất hiện vàng đỏ do phèn. Đặc biệt, bộ rễ lúa phát triển mạnh, bám sâu vào đất là điều kiện thuận lợi để cây hút dinh dưỡng từ bên ngoài và cây lúa hạn chế gãy ngã khi có gió to. Thừa Thiên Huế có diện tích gieo cấy lúa hàng năm khoảng 28.000 ha vụ đông xuân.
vụ hè thu khoảng hơn 20.000 hecta. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch lúa đông xuân, thời gian làm đất cho vụ hè thu quá ngắn nên rơm rạ chưa kịp phân hủy, tạo ra các chất độc ức chế sự phát triển của cây lúa. Trong khi đó, việc người dân cho rằng đốt rơm rạ ra tro để làm phân bón ruộng là nhận thức sai lầm, bởi khi bị đốt thành tro, các chất hữu cơ có trong rơm rạ do nhiệt độ cao sẽ biến thành chất vô cơ, làm cho đồng ruộng bị khô, chai cứng. Nắng nóng gay gắt kéo dài đã và đang đặt những cánh rừng trên địa bàn trước nguy cơ cháy rất cao. Rút kinh nghiệm từ các năm trước, ngay từ đầu mùa nắng nóng, các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng và chính quyền các địa phương đã chủ động nhiều giải pháp để hạn chế nguy cơ và sẵn sàng các phương án chữa cháy tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại rừng phòng hộ Hương Thủy, nơi liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn trong năm 2019. Đây là một trong những chòi canh nằm ở vị trí cao nhất của khu rừng. Với chiều cao 11 mét, từ đỉnh chòi canh có thể bao quát được một vùng rộng lớn, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu của đám cháy. Mỗi ngày, những nhân viên của ban quản lý rừng phòng hộ đều thay phiên nhau túc trực tại đây. Ở vị trí này là một vị trí là gọi là cao nhất ở vùng núi quanh đây, nên là việc quan sát là đòi hỏi là cái mô phải tập trung. Khi xảy ra một đám cháy, thứ nhất là chòi sẽ và gọi về cho chốt trực địa bàn gần nhất để tiếp cận đám cháy, đồng thời là sẽ bảo vệ trung tâm ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy cùng hạt kiểm lâm Hương Thủy để tiếp cận và cũng như là phương tiện cũng như là dẫn đường để cho tiếp cận đám cháy. Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy hiện đang quản lý bảo vệ hơn 20.000 hecta rừng, trong đó có 30 hecta rừng thông, một loài cây có lớp thực bì dày và dễ bắt lửa. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô, ban đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng như tiến hành tạo đường băng cản lửa, dọn dẹp lớp thực bì dày, xây dựng các bể chứa nước tại các vị trí trọng yếu. Một số nguyên nhân gây cháy thì ở đây là thứ nhất là cái việc mà đốt ong lấy mật, thứ hai nữa là các cái khu vực mà có cái mùa mạ người ta chôn cất ở đó thì thường thường vào những ngày 14-15 rằm và 30/1 thì rất dễ có cơ cháy xảy ra. Và cái thứ ba nữa là những cái người đi lấy củi thì chúng tôi các cái điểm mà chốt chặn đó thì chúng tôi rất quán triệt khi mà có người vào ra thì quán triệt họ là không được sử dụng lửa trong rừng. Không chỉ lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng tăng cường phòng chống cháy rừng, ngay cả người dân cũng phải tích cực tham gia công tác này. Cùng với đó, công tác chuẩn bị phải được tiến hành 24/24, sẵn sàng trang thiết bị xử lý những tình huống xấu nhất. Đơn vị cũng đã kiểm tra, kiểm soát các cái khu vực có dễ có nguy cơ xảy ra cháy rừng để có cái bố trí lực lượng hợp lý tại ở khu vực này. Cái thứ hai là tăng cường công tác trực chòi, đặc biệt là chòi 180 này để nhìn bao quát được các cái điểm mà khi có khói xảy ra. Và cái thứ ba nữa, tôi cũng đã ký phối hợp với các cái đơn vị đóng trên địa bàn để mà có cái khi có sự cố xảy ra thì chúng tôi có cái liên lạc để huy động lực lượng để cùng tham gia. Thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong chuyến kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo các đơn vị lực lượng liên quan khẩn trương rà soát lại phương tiện chữa cháy rừng, tăng cường xuống các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng để kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng lửa, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu rừng có nguy cơ cháy cao. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Các địa phương sớm xây dựng phương án huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị hậu cần, thường trực sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Lãnh đạo huyện A Lưới và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn đã đến thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại do dông lốc thuộc hai xã Hồng Thái và Quảng Nhâm. Tại xã Hồng Thái, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt dông lốc vào chiều tối ngày 9 tháng 5, toàn xã có 60 hộ gia đình bị thiệt hại, trong đó có 10 ngôi nhà bị tốc mái, 50 hộ gia đình còn lại bị sập bếp, chuồng trại chăn nuôi. Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình và trao quà tiền hỗ trợ nhằm giúp các gia đình khắc phục khó khăn. Tại xã Quảng Nhâm, đoàn công tác đã tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, mì chính và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác. Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm các mô hình điểm về phát triển kinh tế trên địa bàn hai xã Hồng Thái và Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chiều qua tại trạm kiểm soát biên phòng Hồng Thái thuộc đồn biên phòng Nhâm đã diễn ra lễ bàn giao hai công dân có quốc tịch Lào sau khi chữa khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định. Trước đó, vào lúc 9:30 ngày 28 tháng 4, sau khi được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồn biên phòng Nhâm đã tiếp nhận phối hợp với Trung tâm Y tế huyện A Lưới cứu chữa cho hai công dân, trong đó có một bệnh nhân là bà Nam Nang, sinh năm 1963, đang trong tình trạng nguy kịch, và ông Cu Hát, sinh năm 1955, là người nhà của bệnh nhân. Cả hai công dân nói trên đều mang quốc tịch Lào, thường trú tại bản Sê Sáp, huyện Ca Lườm, tỉnh Sê Công, Lào. Sau thời gian điều trị khỏi bệnh và cách ly 14 ngày theo quy định, đến 16 giờ ngày 13 tháng 5, đồn biên phòng Nhâm và Trung tâm Y tế huyện A Lưới đã tổ chức bàn giao công dân cho chính quyền bản Sê Sáp, Lào. Công an thị xã Hương Thủy bắt khẩn cấp 3 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Công an huyện Phú Vang bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản. Đó là những thông tin đáng chú ý trong cụm tin an ninh trật tự tiếp theo. Ngày 13 tháng 5, Công an thị xã Hương Thủy cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng Phạm Văn Trừ sinh năm 2000, Lê Văn Dũng sinh năm 1998, cùng trú tại thành phố Huế, và Nguyễn Văn Quang sinh năm 2001, trú tại phường Phú Bài thị xã Hương Thủy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn xích mích liên quan đến tiền bạc với chị Lê Như Anh Thư. Tối ngày 10 tháng 5, các đối tượng đi tìm chị Thư để đòi tiền, gặp anh Nguyễn Tấn Hoàng đang chở chị Thư đi trên đường. Các đối tượng đuổi theo làm anh Hoàng mất lái và ngã vào bụi cây bên lề đường. Lúc này các đối tượng xông vào sử dụng vũ lực hung khí mang theo để đe dọa, yêu cầu anh Hoàng lên xe đi theo chúng. Còn chị Thư phải về nhà lấy tiền để đưa cho các đối tượng. Sau khi đưa đủ tiền mới thả cho anh Hoàng về. Chị Lê Như Anh Thư đã điền bảo cho gia đình anh Hoàng và cơ quan công an. Ngay sau đó, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tang vật thu giữ được gồm 2 cây kiếm và 1 xe mô tô. Công an huyện Phú Vang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Loan, sinh năm 1991, trú tại xã Phú Thường, huyện Phú Vang, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng Hoàng Thị Loan khai nhận, sáng ngày 12 tháng 5, đối tượng đi vào bệnh viện huyện Phú Vang với mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến tại phòng bệnh nặng thuộc khoa ngoài của bệnh viện, phát hiện một người bệnh đang nằm ngủ, tay ôm túi sách để trước bụng. Lợi dụng sơ hở, Loan đã lấy trộm túi sách, bên trong có 4.552.000 đồng cùng một số giấy tờ. Sau đó thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ. Hơn 150 công nhân viên chức người lao động đến từ cả công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tham gia hiến máu nhân đạo để bổ sung vào ngân hàng máu cứu người. Chương trình lần này diễn ra với yêu cầu hết sức cấp thiết nhằm bổ sung nguồn máu dự trữ, khắc phục tình trạng thiếu máu, nhất là trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, góp phần cấp cứu và điều trị kịp thời cho các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực miền Trung Tây Nguyên. Được biết, trong những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, khơi dậy lòng nhân ái, trách nhiệm trong đội ngũ công nhân viên chức và người lao động, thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu tình nguyện, góp phần cứu chữa điều trị cho hàng trăm người bệnh cần truyền máu. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động nhằm sẻ chia những giọt máu hồng để giúp đỡ những người bệnh đang cần tiếp máu. Từ đó góp phần đưa phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển sâu rộng khắp trong cộng đồng xã hội. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.